Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, quận vương Herode nghe danh tiếng Chúa Giêsu, thì nói với những kẻ hầu cận rằng: Người này là Gioan Tẩy Giả, ông từ cõi chết sống lại, nên mới làm được các phép lạ như vậy. Tại vì Herodia, vợ của anh mình, mà vua Herode đã bắt trói Gioan tống ngục. Bởi Gioan đã nói với vua rằng: Nhà vua không được lấy bà ấy làm vợ. Vua muốn giết Gioan, nhưng lại sợ dân chúng, vì họ coi Gioan như một tiên tri. Nhân ngày sinh nhật của Herode, con gái Herodia nhảy múa trước mặt mọi người và đã làm cho Herode vui thích. Bởi đấy, vua thề hứa sẽ ban cho nó bất cứ điều gì nó xin. Được mẹ nó dặn trước, nên nó nói: Xin vua đặt đầu Gioan Tẩy Giả trên đĩa này cho con. Vua lo buồn, nhưng vì đã chót thề rồi, và vì các người đang dự tiệc, nên đã truyền làm như vậy. Ông sai người đi chặt đầu Gioan trong ngục, và để đầu Gioan trên đĩa đem trao cho cô gái, và nó đem cho mẹ nó. Các môn đồ của Gioan đến lấy xác thầy và chôn cất, rồi đi báo tin cho Chúa Giêsu. Trên thế giới, ở nước nào cũng vậy, có những người đứng ra bảo vệ công lý, bảo vệ sự thật, thì lại bị những người xấu, kẻ thù tìm cách hãm hại và có khi giết chết. Thánh Gioan mà tin mừng hôm nay đề cập đến cũng là một người đóng vai trò quan tòa để bảo vệ cho công lý trong suốt cuộc đời của Ngài. Vì sợ mất uy tín, mất danh dự, vua Herode đã quyết định thi hành một việc mà chính bản thân ông cảm thấy không vui. Không vui vì lương tâm đã nhắc bảo cho ông thấy việc làm đó là sai trái. Thế nhưng, vì sĩ diện quá lớn và ý muốn quyền lực quá mạnh, ông đã bất chấp tất cả, ngay cả mạng sống của người công chính. Bữa tiệc sinh nhật của Herode hẳn có nhiều quan khách tham dự. Trong bữa tiệc đó, không rõ vì cô Salome xinh đẹp hay vì múa giỏi mà Herode ngây ngất. Từ đó, Herode không còn đủ sáng suốt tỉnh táo khi vội vã đưa ra một lời hứa kèm theo lời thề với cô. Cô muốn xin gì, nhà vua cũng ban cho. Herodia chỉ chờ đợi cơ hội này để thanh toán kẻ dám phá hạnh phúc của bà. Bà đã xúi con gái xin ngay thủ cấp của Gioan đặt trên mâm. Herode hẳn đã lặng người khi nghe cô bé xin điều ấy. Ông lấy làm đau buồn vì đây thật là chuyện không ngờ. Trước mặt quần thần, có vẻ như nhà vua giữ được thể diện. Nhưng tòa án lương tâm luôn day dứt và xét hỏi nhà vua. Đến độ sau này, khi nghe danh Giêsu, vua giật mình tưởng Gioan sống lại. Nghe câu chuyện này, chúng ta dễ tức giận trước hành vi vô nhân đạo và nhu nhược của vua Herode. Thế nhưng, trong xã hội hiện tại, không thiếu những Herode như vậy. Và có khi, chính chúng ta cũng nằm trong số đó nữa. Ngày nay, người ta dễ dàng đánh mất ý thức tội lỗi, sợ mất mặt với người đời hơn là sợ lỗi luật Chúa. Bệnh sĩ diện làm người ta dễ dàng hủy bỏ mạng sống của thai nhi vì sợ thiệt thòi quyền lợi của mình. Rồi bệnh sĩ diện biến chứng thành bệnh phong trào, bệnh thành tích, khiến người ta làm ngơ, che đậy những điều sai trái, gian lận trong nhiều lĩnh vực: trường học, thể thao, cơ quan, đoàn thể. Chức vụ càng cao, càng phải coi chừng nguy cơ làm thiên lệch cán cân công lý, giống như trường hợp Herodê.